Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu một cặp đôi Supreme đến từ Anh Quốc. Đây là phiên bản No 32 thay thế cho dòng No 25. Đây chính là bản Dividend của hãng, tức là bản tham chiếu khi tham gia các đại nhạc hội hoặc là các chương trình của hai anh trên toàn thế giới. Với dòng No 32 này thì chúng ta cùng nhìn thấy nó có một cái hình thể là quá đồ sộ. Vâng, cả thể tích thùng nó lên tới 102 kg, rất là lớn như các bạn nhìn thấy đây. Đây thì như các bạn thấy đây là trong vẫn còn sản phẩm vẫn còn nguyên siêu của hãng và chúng tôi vừa mới nhập về, và bây giờ thì chúng ta cùng trải nghiệm xem từ hình thức bên ngoài xem nó có những cái gì đặc biệt. Khi nhận diện thương hiệu, vâng, đây Real Ascotic No 32 và nó có trọng lượng lên tới 102 kg, và với một thùng này thì người ta chỉ có được xếp đứng ở theo mặt phương thẳng đứng. Còn về phía bên này thì nó có nguồn điện để cho các bạn sử dụng được là 220-240V. Và đây là màu piano black. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin khui thùng ngay, cũng nóng rất là nóng ruột để xem là với dòng Dividend của hãng này thì nó có cái gì khác biệt không. Với những người không quan tâm nhiều tới súp thì cũng sẽ có nhiều câu hỏi với những dòng súp thì nó có công năng và nó có chức năng như thế nào. Nếu mọi người vẫn chỉ hiểu đơn thuần giống như là các súp của xem phim hoặc hát karaoke thì đó là một điều sai lầm cực kỳ lớn. Vì đến ngay đến bây giờ các chuyên gia của các hãng lớn thì cũng luôn yêu cầu các bạn là với bộ dàn từ hi-fi đến high end muốn có một âm trầm tốt hơn, giải nền sâu tĩnh hơn thì phải có súp vào, thì nó sẽ tạo được cho các bạn được âm thanh nghe thỏa mãn đôi tai hơn. Nên chính vì vậy càng ngày thì cái với phát triển công nghệ thì hãng Supreme này thì càng đưa các bạn tới đỉnh cao hơn khi sử dụng về vấn các vấn đề về giải trầm. Wow, với dòng này thì các bạn yên tâm vì cái sự đóng gói rất là cẩn thận, người ta sẽ đóng cho các bạn là hai lớp thùng, bên trong này lại còn thêm một cái lớp thùng nữa. Để đưa được một con súp ra ngoài cũng kỳ công nữa. Các bạn thấy vì cái này nó có trọng lượng tương đối là lớn. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ những cái gì mà nó thuộc dạng lớn và siêu trừng siêu trọng thì bao giờ nó cũng có cái tính năng rất đặc biệt. Và chỉ có những bộ dàn đặc biệt hoặc người chơi đặc biệt thì mới cảm nhận được cái này. Khi lật ra thì các bạn sẽ thấy cảm nhận được một cái mùi của giữa cái thùng loa cũng như là cái mùi của cái phần cắt tông này, nó đưa ra một cái mùi rất là đặc trưng, đó là đồ mới. Còn bên cạnh đây thì là nó có một cái điều khiển, tức là người ta gọi là cái remote, cái điều khiển từ xa. Đẹp quá các bạn ạ. Các bạn nhìn qua đây thì thấy đây là nó có một cái viền bằng hợp kim, nó phủ bên ngoài và bên này trong này bằng cái mặt carbon. Và nó có các cái đường, các thông số kỹ thuật để cho mình cắt các giải tần. Và bên này thì nó có đường crossover. Và cái này hoàn toàn dùng nút rất là êm nhé. Đó. Còn đây là các nút gạt để cho mình có thể là tắt mở hoặc khóa. Nói chung là đi cùng với một chất lượng của dòng Dividend này thì luôn luôn là một sự hoàn hảo. Vâng, đây là một cái phần ê căng và nó có hai khung thép ở bên ngoài này, nó rất là nặng. Và chúng ta cùng có một cái trải nghiệm nhỏ xem là nó có cái gì khác biệt không này. Với tôi thì tấm ê căng này tôi rất thích vì khi chúng ta nhìn qua đây thì chúng ta mới cảm nhận được cái màng loa carbon của đằng sau nó sẽ như thế nào. Còn phía trên này thì đúng là màu đen piano và phía phần này là các cái để làm cho nó cứng, và trong này có hai khung sắt. Tôi sẽ để sang bên này. Đi cùng với thùng loa này thì nó sẽ có thêm cho các bạn hai cái đai sắt này để chúng ta có thể kết nối được hai chiếc loa này ở trong định dạng array, tức là người ta đánh chồng công suất lên. 6 ốc hai đai và 4 long đen, và đây là một cái dây nguồn để kết nối phần tín hiệu giữa công suất âm ly và quân sốc của loa. Nhưng với tôi thì cái này nó chỉ có gọi là cái kết nối được, còn nếu mà muốn hay và muốn nâng cao hơn nữa thì các bạn hãy tìm đến
cái phần độ của dây loa của phần này thì một trong chương trình khác tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Còn đây là catalog. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhấc cả cái, wow, nó dính rất chặt các bạn. Cái này có khi bây giờ tôi lại phải nhờ nhân viên kỹ thuật úp ngược nó ra thì tôi mới nhấc được cái loa này ra, vì nó nặng đến 85 kg, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trải nghiệm. Vâng, với trọng lượng lên tới 85 kg thì đây là một trong dòng súp rất là lớn và to, với chiều cao là 54 cm, chiều rộng 74 cm và chiều sâu là 82 cm. Đó là một bộ khung sườn rất lớn, và đây nó vượt trội so với dòng Đô 25 lên tới 10 kg, vì với những cái thành dày, vách dày, và cái quan trọng là cái khung sườn bên trong đó, nó đảm bảo cho các bạn là tĩnh nền và tiếng trầm xuống sâu nhưng không bị rung. Thì cũng phải nói đến một yếu tố, đó chính là cái woofer 38,1 cm này, và hoàn toàn được làm bằng sợi carbon. Với nhiều người chơi thì xuống dưới rẻ tần 20 hạc đã là một con số lý tưởng. Và với dòng reo của 32 này thì có thể xuống tới 15 hạc thì lại còn lý tưởng hơn nữa. Nhưng No 32 lại khác No 25 ở điểm nào? Đó chính là cái cách xử lý, vi xử lý ở trong bộ phân tần và về phân công suất. Vì phần công suất là đều là Pure Class D 1000W, nhưng bộ vi xử lý No 32 này vẫn đã vượt trội so với No 25 là lên tới 30%. Lên cách xử lý này nó sẽ phù hợp hơn với cả một đôi loa full trước mặt, để đảm bảo cái tính đồng pha và hợp nhất về âm thanh, thì đó là một sự hoàn hảo. Khi người ta chơi thì người ta sẽ có nhiều các cái yếu tố để cảm nhận về màu sắc âm thanh cũng như là cái sự đồng pha, thì nó còn phụ thuộc vào đây chính là cách tần. Cắt tần đây thì nó có từ 15 hertz đến 110 hertz. Và ở phía dưới này là volume. Và còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay lại đằng sau để xem đằng sau có cái gì đặc biệt và cách kết nối như thế nào. Vâng, phần hậu của No 32 này thì chúng ta cùng nhìn thấy, đây là đầu tiên thì khi nói về này thì chúng ta sẽ thấy nguồn điện này. Và dưới này thì có một cái củ chì để các bạn có thể độ thêm này, và nguồn điện là 220 này, và tắt mở là nằm ở đây. Và trên này nó có thể đường standby, nó có một đường standby để các bạn khi âm thanh mà không có trong vòng tầm khoảng 30 phút thì hệ thống của súp reo nó tự ngủ. Và trên này thì nó có thêm một cái hệ thống bộ lọc về âm thanh. Đó, các bạn chơi thì cũng tùy theo sự cảm nhận của mỗi người, thích chơi direct hay là chơi qua bộ lọc này thì các bạn sẽ có thể gạt. Còn toàn bộ hệ thống nút này thì đây là chính là của trong cái phần về các bạn là xem phim. Tức là nó là khi kết nối vào giống như một hệ thống của LFE, tức là hệ thống của xem phim, thì nó có cho các bạn một nút Music và một RCA. Còn bên này hoàn toàn là hệ thống của nghe nhạc, nó có left và right, đây là đánh cân bằng giữa hai giải âm thanh, chứ là không lấy theo một bên trái hoặc bên phải, mà đây là cân bằng giữa hai vế của âm thanh để cho âm thanh nó có sự cân bằng hơn. Thì phía phần trên này thì là nút RCA, còn phía phần dưới này chính là nút ba lăng để cho mình chơi này. Còn bên này thì là nó lại phụ thuộc vào bên này, là nó là lúc xem phim và nó có một đầu vào và một đầu ra, khi mình liên kết mình có thể nối được sang súp khác hoặc sang một hệ thống khác với cùng định dạng. Đó là một cái điều kiện chơi cho mình được có nhiều sự lựa chọn hơn. Còn bên này thì cũng là một cái lối vào và một cái lối ra để cho mình có thêm một cái sự lựa chọn. Tất cả các thông số này, out và in này, thì thực tế ra với những dân chơi audio thì tôi nghĩ là nó quá đơn giản, nhưng qua mình cách phối ghép như thế nào và cách xử lý như nào trên cái bảng mạch phân tần và volume thì đó mới là cái cần phải xử lý cho dòng súp này. Và dòng súp này thì nó xuống đến 15 hertz, nhưng cái tải áp âm thanh nó lên tới 115 dB ở giải tần 30 hertz, thì đấy là một tải áp rất lớn. Và súp này so với dòng No 25 và hiện tại so với các dòng súp trên thị trường bây giờ thì đây là một trong những phiên bản tốt nhất và hoàn hảo nhất và hay nhất của dòng súp reo để dành cho các bạn nghe nhạc. Và các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà Audio chúng tôi để có những buổi test nhạc và trải nghiệm thực tế với những hệ thống, những bộ dàn đã lớn rồi, đã hay rồi, đúng chất high end rồi, nhưng mà vẫn còn chưa được hoàn hảo vì vẫn thiếu đi một phần nào đó của giải trầm, thì hãy nhớ vào đến súp reo audio.